Trong 7 ngày, Đà Nẵng siết chặt giãn cách để ngăn chặn COVID-19 lây lan. Cộng đồng doanh nghiệp thành phố cũng đồng thuận chủ trương chung và đã chủ động triển khai 3 tại chỗ để duy trì hoạt động sản xuất, đồng thời đảm bảo phòng chống dịch. Cùng với nhiều doanh nghiệp khác ở các khu công nghiệp, từ ngày 16 tháng 8, khi Đà Nẵng bắt đầu siết chặt giãn cách, doanh nghiệp này đã triển khai phương án 3 tại chỗ. Đơn vị đảm bảo tối đa chỉ 30% người lao động làm việc trong thời gian này và đều được sắp xếp ăn uống, nghỉ ngơi tại công ty. Để bố trí sản xuất và đảm bảo công tác phòng dịch, thì chúng tôi xác định là những cái khâu nào trọng yếu, thì chúng tôi tiếp tục duy trì để nó phải đứt gãy cái sản xuất. Thì chúng tôi kết hợp cả hai phương án là 3 tại chỗ và 2 điểm đến 1 cung đường. Cái thứ hai nữa là trong quá trình sản xuất thì chúng tôi luôn luôn tuân thủ cái nguyên tắc 5K, đảm bảo khoảng cách cũng như là tất cả những cái trang bị y tế cho phù hợp với lại nguyên tắc phòng chống dịch. Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, hiện toàn thành phố có 128 doanh nghiệp thực hiện sản xuất theo phương án 3 tại chỗ với tổng số khoảng 10.500 lao động làm việc. Ngoài việc thực hiện nghiêm thông điệp 5K, thì đến nay đã có 93 doanh nghiệp hoàn thành xét nghiệm SARS-CoV-2 đợt 1 cho gần 9.300 người lao động. Đây là cũng là lần đầu tiên mà khi em thực hiện vấn đề mà 3 tại chỗ tại công ty, thực hiện tốt vấn đề mà 5K. Nên là trong thời gian làm việc tụi em vẫn được test COVID. Và trong vấn đề mà ăn uống đồ, tất cả mọi việc đều đảm bảo sức khỏe cho công nhân ở lại làm việc. Chúng tôi cũng thành lập các đoàn kiểm tra nghiêm túc kiểm tra và xử lý các cái trường hợp vi phạm, và đặc biệt là yêu cầu các doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động nếu như không đảm bảo các điều kiện chống dịch. Hiện nay, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cũng đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo lưu thông hàng hóa, vận chuyển nguyên vật liệu. Đồng thời thành phố cũng sẽ có hỗ trợ đối với người lao động gặp khó khăn, qua đó giúp doanh nghiệp yên tâm thực hiện 3 tại chỗ, góp phần cùng thành phố sớm ngăn chặn COVID-19.